Xin chào mọi người. Chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Thì trong kênh này mình sẽ chuyên chia sẻ những cái kiến thức cũng như là hành trình mình thu thập tài liệu và quá trình làm việc cũng như là học tập trong ngành kỹ thuật dữ liệu. Và trong video này mình sẽ đi vào một cái chủ đề chính mà mình muốn nói, đấy là chính là về data camping. Thì trong cái tuần này thì mình sẽ nói về chủ đề là batch processing. Thì khi mà mình đã học về data warehouse thì mình phải biết được cái nơi những cái ETL process để mà mình truyền dữ liệu vào trong data warehouse hoặc là lakehouse. Thì một cái mà mình và các bạn data engineer đều làm rất nhiều, đó chính là batch processing. Vậy thì batch processing nó sẽ là gì, và những cái công cụ framework nào mà mình thường sử dụng để mà mình processing. Thì một công cụ mình chuẩn bị chia sẻ đây là Apache Spark, thì được sử dụng rất là nhiều trong cái việc processing data, big data và còn hỗ trợ một số phần về streaming. Thì ngày xưa, trước khi sự phát triển và sự nổi bật của Flink, thì Spark Processing hoặc là Spark Streaming là một cái công cụ được rất là nhiều bạn data engineer và data scientist sử dụng, và một cái library được sử dụng rất là nhiều bằng ngôn ngữ Python, nói chung là PySpark, mà các bạn được sử dụng rất là nhiều. Thì mình cũng sẽ cùng tìm hiểu về những cái thành phần trong Spark và Spark SQL là gì. Mình cùng tìm hiểu về data frames. Thì nếu các bạn đã làm quen, đã biết được về Pandas, đã làm về Pandas, thì nó sẽ có những cái điểm tương đồng với data frame trên Spark. Thì nó cũng chỉ là những cái data dạng table, và mình chứa data dạng table, chỉ có điều là ở cái structure nó sẽ khác nhau, và những cái function, những cái library method nó sẽ khác nhau, nhưng mà quy về chung thì nói chung là để mà xử lý được những cái data đó. Cái tiếp theo đó chính là một cái phần nữa, chính là khi mà mình process data thì mình có một cái điểm mà mình cần phải chú ý, đó chính là infer schema. Thì cái phần infer này, khi mà mình process về ETL, nó cũng sẽ có infer mechanism. Thì infer mechanism tức là mình xử lý cái data missing hoặc là early event hoặc là late event. Thì ở trên Spark mình cũng có một cái phần là infer schema, thì cũng để xử lý cái việc schema bị missing hoặc là new schema added hoặc là deleted. Thì mình sẽ cùng tìm hiểu về infer, và mình sẽ cùng tìm hiểu về Spark Internal. Thì trong Spark Internal mình sẽ có những cái phần rất là thường và được hay sử dụng, đó chính là wide transformation và narrow transformation. Mình cùng tìm hiểu về cái quá trình map và reduce trước khi mình thực hành và mình tìm hiểu về Spark thì nó sẽ tốt hơn. Tại vì khi mà phát triển Spark thì cái nền tảng, những cái lý do mà mình sử dụng Spark thì được lấy nền tảng dựa trên MapReduce. Mình cùng tìm hiểu về cái hàm Rubbin, thì cái Rubbin này nó sẽ có những cái hành động như thế nào, và cùng được kèm theo đó là những lệnh join. Ở đây mình sẽ có những cái hàm về aggregation, những hàm tính toán, những hàm về thao tác dữ liệu, clean sync và transform. Nhưng mà sẽ không có đề cập tại vì nó cũng có một phần cần chú ý, nhưng mà những cái hành động đó nó khá là phụ thuộc vào cái business của mình là như thế nào để mà mình có thể sử dụng cái hàm cho nó đúng. Và tại vì Spark là lazy transform, lazy processing, cho nên là những cái hành động trước cái giai đoạn mà mình transform nó sẽ chiếm nhiều cái ảnh hưởng hơn tới cái việc là Spark Job nó process và cái performance của Spark. Còn khi mà mình đã có thực hiện lệnh transform, tức là data bắt đầu process, data bắt đầu move hoặc là shuffle giữa các nodes, thì khi đó cái việc mình làm đó chính là tùy một cái target của mình, cái destination của mình là gì, là file system hoặc là data warehouse, thì mình sẽ chia partition để mình write và mình transform cho nó đúng. Thì cái đó nó khá là phụ thuộc vào việc business, cho nên là mình sẽ skip qua cái phần đó, nhưng mà các bạn có thể tìm hiểu thêm. Và mình sẽ đi vào tìm hiểu là khi mà mình muốn run một cái Spark job cũng như là cái deployment mode, thì sẽ có là dạng deploy, dạng cluster hoặc client. Trong cluster mình có thể là cluster nodes hoặc là nhiều nhiều cái cluster, hoặc là standalone. Thì cái standalone là cái mà mình thường sử dụng nhất, và cái client cũng là mình cũng thường sử dụng nhất. Thì mình sẽ cùng tìm hiểu trong cái phần Spark Job Runs and Deployment Mode. Thì mình sẽ cùng inspect. Mình sẽ cùng tìm hiểu về Spark Cluster, Spark Component.
và mình sẽ có một phần là free discussion, tức là khi mà mình đã biết về Spark rồi thì mình sẽ có thể tìm hiểu được những cái phần nào nữa, và cuối cùng là cái điểm mà mình nghĩ là mình sẽ cần cải thiện, mình sẽ làm nó tốt hơn khi mà mình học và mình tìm hiểu về Spark, thì mình sẽ cùng tìm hiểu qua ở phần là Make You Better. Thì tại vì cái Spark thì mình không thể nào mà mình nói và mình chia sẻ cho một cái video tầm khoảng 15-20 phút được, cho nên nó sẽ là một cái series dài và sẽ có nhiều cái video. Thì hy vọng các bạn có thể subscribe cho kênh của mình và mình sẽ cùng cập nhật những cái kiến thức về Spark trong thời gian sắp tới. Thì ở đây mình chỉ liệt kê trước những cái vấn đề mà mình có thể tìm hiểu. Thì khi mà các bạn đã tìm hiểu thì khi mà mình nghe lại những cái kiến thức đó và mình tìm hiểu lại những cái kiến thức đó, nó giống như là việc ngày xưa mình học cấp 3 và thầy cô giáo nói mình là về chuẩn bị soạn bài. Thì khi mà mình đã có một cái list những cái phần mà mình đã chuẩn bị, những phần đã soạn, thì lên trên lớp khi mà mình nghe thầy cô giảng thì mình sẽ học hiệu quả hơn và cái productivity của mình nó cũng sẽ được cải thiện nhiều hơn khi mà mình như một trang giấy trắng, mình lên trên lớp và mình không có chuẩn bị những cái kiến thức thì nó cũng không có hiệu quả bằng. Thì hy vọng là mình liệt kê trước ở đây và các bạn có thể tìm hiểu để sau này khi mà mình hoặc là những người khác, hoặc là các bạn có thể nghe đọc ở đâu đó, thì các bạn có thể biết được những kiến thức này mình đã chuẩn bị rồi và mình đã tìm hiểu rồi, mình đã đọc qua nó rồi và mình áp dụng vào trong công việc của mình như thế nào. Thì đó là cái mong muốn của mình. Thì hy vọng các bạn sẽ take notes và đọc kỹ những cái phần mà mình và những cái bạn khác đã chia sẻ. Và bây giờ mình sẽ đi tìm hiểu về những cái thành phần của Spark này. Thì do thời lượng của video có hạn cho mình sẽ nói chi tiết về Spark ở những cái phần advanced hoặc là trong những cái video lần sau. Cho nên là trong thời hạn của video này mình sẽ đi qua nhanh những cái phần thì các bạn có thể đọc và check note lại cho mình. Vì sau khi mà mình nghe được những cái video hoặc là khi mình đọc ở đâu đó thì mình cũng sẽ có được những cái kiến thức cũng như là những cái đối chiếu với những cái mà mình đã nghe ở tại đây và những cái mình chuẩn bị đọc và chuẩn bị nghe trong tương lai. Thì mình sẽ có một cái bảng đối chiếu và mình sẽ bắt đầu mình sẽ suy nghĩ và mình sẽ đúc kết được những cái kiến thức cho riêng bản thân của mình. Thì đầu tiên về phần introduction, cái này mình có đang để một cái warning, đó chính là too long don't read. Thì các bạn sẽ thấy được cái ký tự này ở nhiều cái bài post hoặc là article ở nước ngoài. Thì cũng đây là có một dạng cảnh báo, thì cái content nó sẽ rất là dài, thì các bạn có thể đọc từ tốn và có thể sử dụng những cái tool để summary lại. Nhưng mà nó chỉ là thích hợp cho những cái giai đoạn đầu, từ khi mà các bạn đã bắt đầu chọn đã muốn tìm hiểu về Spark thì sẽ không nên là với mình, với cá nhân mình thì sẽ không nên là sử dụng những cái tools AI hoặc là những cái bài post mà ở dạng ngắn để mình có thể tìm hiểu được những cái kiến thức rất là tiên quyết. Mình nên tham khảo những cái official document hoặc là những cái trang chính thống để mà mình có thể tìm hiểu. Thì các bạn có thể xem đây là một cái trang để mà mình ăn liền, để mình tổng kết, đúc kết được những cái kiến thức đi làm, những cái dự án thực tế, những cái trải nghiệm thực tế, những cái vấn đề mà mình nêu lên nhưng mà trên document nó không nêu lên. Thì mình vẫn khuyến khích là mình nên sử dụng những cái trang official document, ví dụ như Airflow, Snowflake hoặc là Spark, RPG Spark hoặc là RPG Kafka. Thì mình cũng sẽ để những cái link trên document và trên này thì mình sẽ tổng hợp lại, tóm tắt lại những cái kiến thức để mà mình có thể dễ dàng liên kết để tạo thành một cái bài post, một cái content, một cái trang nó có luồng hơn. Nhưng mà mình sẽ không đi quá sâu những cái kiến thức mà đã được đề cập ở trên document sao. Thì cái mục tiêu của RPG Spark đó chính là optimize những cái mà MapReduce đã được thể hiện trong những cái process của nó. Ví dụ như là khi mà MapReduce thì nó chỉ có những cái hàm đơn giản, hàm map, ví dụ có sẽ là lambda, transform. Thì mình sẽ có những cái hàm khác về reduce, sẽ có những cái hàm về sum, count, average, mean. Nhưng mà ở trên nó dạng ở Apache Spark sẽ hỗ trợ được nhiều cái function hơn, mình sẽ tính toán được nhiều hơn và sẽ hỗ trợ những cái library, những cái function method tốt hơn là khi mà mình sử dụng MapReduce. Một cái nữa là khi mà mình sử dụng Apache Spark thì nó được phát triển trên JVM,
thì CVM nó sẽ tối ưu hơn về multithread hoặc là parallel processing. Nó cũng là một cái ưu điểm của Apache Spark mà được dùng cho tới ngày hôm nay để tăng tốc độ của việc xử lý data. Và cái cuối cùng đó chính là community. Thì lý do là vì được phát triển và được maintain by community, cho nên là các library nó cũng sẽ được cập nhật tối ưu hơn và được nhiều cái bộ não phát triển hơn hơn là mình gói ghém lại ở trong một cái số cái công ty hoặc là một số cái nền tảng nào đó, hoặc là khi mà mình thực hành với SaaS. Thì mình vẫn khuyến khích khi mà đã học và tìm hiểu thì mình sẽ tìm hiểu về open source để mà mình contribute về community, và cũng từ community mình sẽ học được nhiều hơn, và khi mà làm về open source thì mình sẽ học được nhiều hơn. Thì cũng đó là một lý do tại sao mình khuyến khích học open source. Về installation mình sẽ không có nói nhiều, nhưng mà mình sẽ để cái link ở đây sẽ một cái .dot file, và mình cần cài Java Spark và Bash Spark để mình thực hành. Và sau khi cài xong thì mình sẽ có màn hình như thế này, khi mà chạy lên Spark Shell thì mình sẽ chạy được cái một màn hình này, và mình sẽ thực hiện được những cái lệnh Scala và mình có thể thực hành dựa trên cái Quick Start này. Thì đi qua về cái Spark Application Component, mọi người nhớ là Application Component nó khác với lại Spark Component. Thì Application Component sẽ có đi qua những application. Khi mà tạo Spark Job, mình sẽ có những cái mình sẽ cần phải build một context, và trên context mình có application. Thì khi mà mình đã có job thì trong job sẽ có từng cái stage khác nhau. Thì cái stage này nó sẽ được quy định khi mà data nó được movement, tức là một cái hành động transfer để data sẽ được shuffle, thì nó sẽ là một cái boundary, tức là một cái gói ghém lại thành một cái stage. Thì khi mà mình inspect ở trên Spark UI thì mình cũng biết được là một cái stage sẽ là một cái transformation, một cái hành động. Và một cái job sẽ một cái record nằm trên trên con Spark UI. Thì các bạn có thể tìm hiểu cả Spark và bật cái Spark UI lên có thể xem. Thì trong stack sẽ có nhiều task khác nhau. Thì ví dụ có task, ví dụ mình sẽ có task rename, có task clean data, có task về count data, hoặc là task filter data. Thì sẽ có nhiều task khác nhau trên một stack. Thì các bạn có thể hiểu đơn giản như vậy trước. Thì nếu mà các bạn có muốn tìm hiểu sâu thêm thì trên mỗi task, mỗi test, mỗi job sẽ có những cái tính năng như thế nào và optimize như một từng cái task này như thế nào, nó sẽ liên quan với nhau hết à. Khi mà mình optimize thì khâu này ở phần advanced, hoặc là các bạn làm về optimization thì optimize ở đâu, thì optimize ở job, optimize ở test và optimize ở task, đó là những cái chỗ mà mình đã optimize. Rồi mình sẽ tìm hiểu về một cái coengine RPG SQL data frame, thì cũng giống như pandas khi mà mình xử lý về data thôi. Thì nó cũng chỉ là một dạng table mình có thể xử lý data. Thì để mà practice được thì mình sẽ có một cái shell script để mình download được data, tại vì batch processing cho nên là mình để một cái script để download data ở đây. Ở đây mình có thể download được nhiều năm ha, mình có thể đổi là cái này thành 2023, 2022, 2021, và month ở đây mình có thể đổi từ tháng 1 cho tới tháng 12. Mình sẽ download hết toàn bộ data vào trong. Thì mình sẽ để chung một cái folder gọi là folder landing, ví dụ ha, để gọi là một cái folder landing. Khi mà nó có data landing rồi, bắt đầu mình sẽ read data. Thì mà khi mà read data thì ở đây sẽ một cái data mình read ở staging, nhưng mà các bạn có thể đổi là cái đường dẫn này chính là cái đường dẫn mà mình download data. Thì khi mà đã download đường dẫn rồi, bắt đầu mình sẽ count cái data, mình filter, mình collect ở ADD. Thì tạm thời các bạn chưa cần biết ADD là gì, nhưng mà nó sẽ là một cái dạng serialize của data. Thì khi nào mình serialize hoặc là khi nào mình deserialize thì nó sẽ là cái phần advanced. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm hoặc là subscribe để mà mình có thể đăng ký kênh để mình có thể biết được trong những video tiếp theo của mình. Tiếp theo là mình sẽ tìm hiểu về inverse mechanism. Thì việc inverse schema thì giả sử khi là mình process data nhưng mà có cái schema của cái table data change rồi đã thay đổi, ví dụ như là được update, được add new column, hoặc là đã remove đi cái column đó, thì việc mình inspect cái data đó mình cần sử dụng cái inverse mechanism. Để khi mà mình biết được cái data đó đã được thay đổi về mặt schema thì mình sẽ có những cái downstream handling khác nhau. Thì sẽ có hai phần là bias enable schema infer, sẽ có ưu nhược điểm khi nào mình enable infer schema và khi nào mình không nên enable infer schema. Thì nói tóm lại thì nó sẽ có những cái ưu nhược điểm. Thì ở mỗi cái thành phần,
ở mỗi cái chỗ thì mình sẽ có pros and cons, không có một cái solution nào nó có thể fit hết toàn toàn những cái giải pháp, không thể nào fit hoàn toàn với cái problem được, thì nó sẽ có mặt trái và mặt lợi điểm của một cái phương pháp nào đó. Nói chung là mình sẽ trade off ha. Thì đi qua một cái spark internal, thì khi mà mình có một cái spark job thì nó sẽ được process data như thế nào. Thì ở đây mình có một cái ví dụ và một cái diagram khá cơ bản. Thì ở đây mình có ba nốt, mình sẽ có ba hàm map reduce, ba hàm ở đây cụ thể là ba hàm map và ba hàm reduce, data ra data sẽ được shuffle như thế nào. Thì mình ví dụ ở đây ha, có thể là đúng nhưng mà có thể là không đúng. Nhưng mà khi mà mình đẩy data ra, tại sao mình nói là khi có thể đúng có thể không đúng, tại vì cái diagram này mình có thể nó sẽ đúng với một vài trường hợp và nó có thể không đúng với một vài trường hợp, cho nên là nó sẽ ở dạng là một dạng tham khảo để mình hiểu được cách vận hành khi mà data nó được shuffle ở nhiều cái node khác nhau. Thì ví dụ ở đây mình sẽ có một cái node 1 và node 2. Thì cái hàm map 1 sẽ đưa đẩy data vào trong cái hàm reduce 2. Tại vì trên cái node 2 sẽ chứa cái key của cái data được process bởi map P1. Cũng như vậy thì ở trên node 2, khi mà mình chạy cái hàm map P2 thì cái map output này sẽ đẩy qua bên cái map trên cái node số 1. Tại vì là trên cái node 1 này nó chứa cái key để mà mình thực hiện cái hàm reduce số 1. Thì cái này chỉ là ví dụ, như mình nói lại, cái này chỉ là ví dụ để mình hiểu được cái cách mà data được shuffle thôi. Thì tất cả hai cái data này sẽ được reduce trở thành cái reduce input. Và ở cái node 3 mình cũng sẽ có một cái hàm là map P3 và map output được process bởi map P3. Và tất cả data này sẽ được reduce lại ở cái reduce số 3 và cái node số 3. Thì nói là để cái vấn đề mà khi mà mình process data, mình sẽ quan tâm tới vấn đề là data đó được lưu ở trên node nào, được lưu bởi key nào, và vấn đề của infer, và cũng theo đó là vấn đề của data shuffle, nó ảnh hưởng như thế nào đến việc mình transform process data, để mình hiểu được cái spark job. Và để hiểu được spark job thì mình sẽ hiểu được cái cách mà một hàm map reduce được process trên distributed computing. Thì đó là cái concept của mình. Thì cái concept của mình như hồi nãy mình có nói là distributed data processing, distributed computation và tolerant fault. Thì ở trên này có một node, thì trên node mình có sẽ có nhiều executor khác nhau. Thì giả sử một cái node nó bị fail, mình nói ví dụ là khi mà một cái hàm map P3 này sẽ bị lỗi, ví dụ bị rút dây điện đi, hoặc là màn hình xanh, thì cái executor khác nó sẽ handle cái hàm map P3 này, và mình sẽ đảm bảo được cái data, cái job đó sẽ được sẽ không bị lỗi, tức là mình sẽ handle được cái fault tolerance. Thì cái cách mà để mình handle lỗi thì Apache Spark nó đã phát triển dựa trên cái Spark Manager Job. Mình có thể linh hoạt mình switch những cái job khác để mà mình tối ưu. Thì đó là một cái lợi điểm của Distributed Data Computing. Thì đây là một cái hàm của MapReduce. Thì mình sẽ còn phải quan tâm tới những cái phần về wide transformation và narrow transformation. Mình cần phải biết hàm RubyBind, thì ở trên mình đã tìm hiểu rồi, nhưng mà mình cần phải biết được là những cái hàm RubyBind thì nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì mình sẽ cùng ở phần advanced, cũng như là phần joining. Phần joining thì nó sẽ có là soft merge hoặc là broadcast, hoặc là nhiều cái join khác nữa. Nhưng mà về cơ bản thì để mà mình hiểu và mình học tốt được cái phần joining này thì mình còn phải biết được cái cáp theo frame này, cái ảnh hưởng của network tới cái việc data processing, cũng như là mình phải nắm bắt được cái việc data correctness và ability. Thì mình sẽ hiểu được cái trade-off này thì mình sẽ biết cách để mình optimize cái data của mình có một cách nó tối ưu hơn và một cách tốt hơn. Thì như mình có nói thì những cái về optimizer thì Spark nó cũng đã có phần optimizer. Thì thật ra là database hoặc là compute engine cũng đã có những cái phần optimizer. Đó cũng lý do tại sao là khi mà mình process về data, người ta hạn chế sử dụng những cái user defined function. Tại vì khi mà mình define một cái function nào đó thì nó maybe khi mà mình define đó nó sẽ dẫn tới một cái trường hợp không mong muốn, đó chính là cái function của mình vô tình nó lại giảm cái hiệu năng
của cái job đi xuống, cũng hạn chế sử dụng những cái user defined function ở trong những cái job của mình. Thì ở việc deployment thì mình sẽ có những cái deployment mode. Thì ở đây mình sẽ có là standalone mode for developer, cluster mode và client mode. Thì mình sẽ sử dụng standalone khi mà mình thực hành đa phần ở trên môi trường local thực hiện development. Nhưng mà khi mà đẩy lên trên production, mình sẽ thực hiện ở việc là cluster mode. Còn client mode thì nó cũng maybe nó sẽ có thể được setup ở môi trường staging hoặc là remote, nhưng mà cũng không được áp dụng nhiều trong môi trường production. Tại vì cái tính tại vì khi mà mình setup client mode đó, thì cái manager của mình sẽ được tách ra khỏi cái cluster. Nó sẽ gây một cái vấn đề như mình nói cái hồi nãy đó, là khi mà giả sử là trong quá trình xây dựng lỗi thì cái communication network nó bị broken, tức là bị lỗi, thì cái manager không thể giao tiếp được với những cái nodes ở trong con, và cái việc handle lỗi nó sẽ không tối ưu. Cho nên là khi mà mình muốn deploy trong production, mình đảm bảo được cái job của mình luôn luôn chạy, thì cái cluster mode là cái được chọn. Tại vì là khi là cái cluster mode này thì cái manager của mình sẽ nằm trong cluster luôn. Mình sẽ có dedicated trong cái cluster chứ không phải dedicated ở ngoài cluster. Thì mình sẽ tìm hiểu phần này trong phần advanced. Ở trong advanced mình sẽ có những cái diagram để mô tả chi tiết hơn. Một cái hình khá là cơ bản của là Spark Component. Thì cái này chính là cái Spark Component, còn phía trên là cái Application Component. Thì Spark Component thì mình sẽ đi từ dưới lên trên. Ở đây mình sẽ có Storage Layer. Thì mình sẽ có những cái storage rất là cơ bản. HDFS. HDFS thì nó cũng chỉ là file system thôi. Ngày nay nó được thay thế trên cloud bằng S3, bằng Azure Blob Storage hoặc là Google Storage. Mình sẽ có những cái nền tảng khác như Hive để mà manage metadata, HBase để query, storage layer. Ở trên manager thì mình sẽ có những cái deployment mode hoặc là những cái cách để mà mình deploy. Ví dụ deploy ở trên Agile thường sẽ Agile. Mesos này thì cũng chuẩn bị không được dùng nữa. Bây giờ thì những cái Spark Job thì được deploy phổ biến nhất là ở dạng Kubernetes, là cái này là được dùng nhiều nhất, và thường là sẽ được dùng deploy ở dạng K3S hoặc KTMS. Engine layer thì cái này mình sẽ làm việc thường xuyên hơn ha. Spark SQL, Spark Core, Streaming, MLlib, GraphX. Thì cái phần này là cái phần mình thường xuyên sử dụng nhất. Và một cái phần thường xuyên sử dụng hơn đó chính là những cái ở phía trên này, Spark ML, GraphFrame, PySpark, Spark R. Và những cái ngôn ngữ để mình giao tiếp với Spark thì ngày nay mình sử dụng Python rất là nhiều. Ngày trước thì có thể sử dụng Scala, nhưng mà nó cũng khá là phức tạp, thì mình sử dụng Python là tối ưu nhất. Thì mình sẽ cùng đi qua những cái component của một cái Spark Cluster. Mình sẽ đi qua Master Node, Worker Node, Executor, Driver, Cluster Manager. Thì những cái phần này thì các bạn có thể tự tìm hiểu trước, đọc trước và check note. Thì mình sẽ update cái tài liệu này thường xuyên hơn, cũng như là ra những cái video mới hơn để mình cũng update. Tại vì trong thời lượng ngắn thì mình không thể nào chia sẻ được hết những cái kiến thức này trong thời gian ngắn này được. Trigger Spark Job thì làm thế nào để mình trigger Spark Job? Thì ở trong này mình đã có hai cái code để mình trigger. Cái đầu tiên là mình đọc file ID và mình chuyển thành IDD và mình calculate trên IDD. Cái tiếp theo là mình đọc data từ Snowflake. Thì có hai cách, mình có thể sử dụng notebook được sử dụng nhiều trên Databricks, và cái thứ hai là mình sử dụng CLI. Thì cái này thì thường deploy ở dạng cluster và deploy ở dạng KTMS thì mình sẽ sử dụng nhiều hơn. Và đây là cái log, cũng như là mình sau khi mà mình thực hiện, mình write cái code, nó sẽ trả về cái log của mình. Thì cái mình có thể chạy một cái Spark Job bằng thông qua câu lệnh CLI, đó chính là Spark Submit, cùng cái file của mình thôi. Thì further discussion của mình thì ngoài những cái Spark Job thì mình có tìm hiểu về cái DuckDB. Thì các bạn có thể tìm hiểu về DuckDB ha. DuckDB cũng là in-memory processing, thì cũng hỗ trợ được nhiều cái database khác nhau. Performance thì mình đánh giá là khá là good. Và cái vấn đề của DuckDB là mình có thể
không cần phải cài cắm, nó chỉ là một cái binary file và mình enable cái file đó lên thì nó sẽ trỏ ra và mình có thể query data được ở mọi nơi, mọi chỗ, chỉ cần là mình connect được. Thì connect được ở đây có nghĩa là cái connection nó thông ha. Thì ở đây mình có ví dụ là mình read một cái data file ở trên cái folder của mình, thì mình chỉ cần select những cái câu cơ bản giống như SQL, và ở tại from mình sẽ chọn đúng cái data của mình sẽ cần chọn đúng cái data của file của mình, thì ở đây có thể select được data. Và cái vấn đề mình muốn đề cập trong suốt cái một cái bài dài như thế này đó chính là những cái điểm mà mình cần phải trang bị và mình xem lại để mà mình better. Thì mình sẽ cần xem lại những cái distributed processing về compute, fault tolerance, partition, scheduling và priority. Một cái hàm priority rất là hay mà có thể là ít ai biết cũng như là ít can thiệp, tại vì nó sẽ đòi hỏi rất là nhiều về mặt communication với stakeholder. Ví dụ như là khi mà mình process data, mình cần phải ưu tiên những cái nào, data nào mình cần tới trước, thì trên cái Spark này sẽ có, mình sẽ set priority để mà mình ưu tiên những cái job và data đó được chạy trước. Thì cũng khá là ít sử dụng cái phần priority này, nhưng mà cũng là một điểm rất là hay. Thì nó liên quan đến phần SOA. Rồi mình sẽ có những cái phần data processing. Thì để compute engine thì mình sẽ cần phải process data từ source đúng không? Thì mình cần phải thao tác được trên những cái feeding data sources, ví dụ như là Kafka. Mình đọc data từ Kafka, đọc data từ database, hoặc là đọc data từ file system, hoặc là ở advanced hơn thì mình đọc data ở dạng GraphDB. Mình có thể handle được những cái data ví dụ như missing, outlier, inconsistent. Mình biết được data nào là inconsistent, đánh giá data profiling khi mà mình muốn chuẩn bị process một cái data nào đó. Ngoài ra những cái hàm transform mình có thể sử dụng đó là filter, aggregation và joining. Thì mình có ở cái practice ở trên thì các bạn có thể check out, download về và thực hành process trên một cái dataset nào cụ thể hơn. Cũng như là một cái advanced đó là làm thế nào để mình tối ưu được cái job của mình. Thì đầu tiên, như mình có nói là mình phải optimize được những cái phần nào trong cái Spark application. Và dựa trên cái Spark application đó, mình cần phải biết được cái gap theo frame và cái trade-off giữa correctness và ability. Thì khi đó mình mới biết được cái chỗ để mà mình process data và optimize. Thì có một cái điểm đó chính là làm thế nào để mà mình giảm thiểu nhất cái việc network shuffling, cũng như là giảm thiểu được cái mức độ data được shuffle giữa các nodes khác nhau, giống như cái bài toán map radius mà mình nói hồi nãy. Tức là cái map bơ 1 nó process bởi cái node 1, reduce 1 process bởi node 1, reduce 2 được process bởi node 2. Đó là cái mà mình cần phải biết và mình cần phải để ý để mà mình tối ưu. Còn không thì mình cũng khá là mờ đường, cũng như là thử sai ha. Thì thử sai nó cũng sẽ đúng, nhưng mà trong nhiều trường hợp nó sẽ tốn thời gian nhiều hơn khi mà mình đã biết cái cách rồi. Thì trong cái phần sau Impact to Spark Job thì mình sẽ có cái phần sử dụng cái phương pháp Plan to Check X để mà mình đánh giá một cái Spark Job và làm cách nào để mình optimize được cái Spark Job. Thì nó sẽ nằm ở trong phần Impacting Spark Job cũng như là Advanced. Thì một số cách để mà mình minimize cái network shuffling, tức là mình phải filter những cái data trước khi join, tức là mình sẽ thực hiện những cái hàm map trước khi mình join. Và để mà mình đánh giá được cái, để mà mình thực hiện được cái việc là reduce ngay trên cái node của mình, thì mình sẽ cần repartition đại diện trên cái key và sử dụng phương pháp một cái hàm đó là hàm collapse. Rồi cái improve performance by parallel processing thì cái phần này có thể thực hiện thông qua cái spec cluster tuning và partition, phần tuning cluster executor và partition. Nói chung là những cái phương pháp để mình repartition lại data. Thì khi mà repartition lại data thì mình cần phải check được cái data skewness đang trở về một cái key nào, và mình thực hiện đánh giá lại key, add thêm key, dùng hàm collapse và mình bắt đầu repartition lại data.
Đó cũng là sẽ một cái phương pháp. Tại vì là lazy evolution cho nên là mình sẽ biết cách được để mình biết câu lệnh để mình giảm thiểu những cái data shuffle ở giữa. Thì khi mà toàn bộ đó, hàm map được thực hiện xong thì mình trigger hàm reduce, thì đó cũng sẽ một cái cách mà mình tối ưu. Cái tiếp theo đó là manage memory. Thì những cái data nào mà mình thường xuyên sử dụng, thường xuyên try trong cái câu lệnh query và process của mình, thì mình có thể sử dụng hàm cache hoặc là permit để mà mình lưu data, broadcast data đó lên trên tất cả các nốt khác nhau. Và cái mà hồi nãy mình có nói đó chính là mình tránh sử dụng cái hàm user defined function hoặc là user defined aggregation functions. Đó là cái cách, cũng như là một cái best practice, thì mình cố gắng sử dụng những cái built-in function. Đó là lý do tại sao mà mình khuyến khích là mình đọc những cái tài liệu official được release bởi những cái provider, ví dụ Apache Spark, Kafka hoặc Airflow. Cố gắng sử dụng nó. Thì một cái phần cuối cùng đó chính là tuning cluster executor partition. Thì cái phần này là cái phần mà mình sẽ làm sau cùng. Một cái khi mà mình muốn up cho một cái Spark job thì mình sẽ cố gắng mình xử lý những cái phần ở trên câu query và data trước. Trước khi mà mình bắt đầu mình thực hiện tuning về cluster, mình thay đổi config trên cluster. Tại vì một cái vấn đề đó chính là khi mà mình tuning, giả sử mình tăng cái cluster size, mình tăng cái số lượng executor, thì nó sẽ ảnh hưởng tới việc costing, tức là thì cái cost của mình sẽ được tăng lên rất là nhiều. Thì đó là lý do tại sao là cái tăng cost, tức là việc scaling cái cluster, scale mặc dù là scale theo chiều ngang, scale theo chiều dọc, thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cost rất là nhiều. Đó là lý do tại sao là mình hạn chế tuning trên cluster. Mình sẽ đánh giá trên data trước, đánh giá trên query trước, và sau đó mình mới thực hiện tuning trên cluster. Đó là những cái bước mà mình sẽ làm. Thì hy vọng là cái video này sẽ giúp cho các bạn biết được những cái cách để mà tối ưu performance trên Spark, cũng như là biết cách và mình làm quen được với cái Spark Job, hiểu được cái Spark Job nó vận hành như thế nào, trong Spark Job nó sẽ có những cái component như thế nào, hiểu về cái cách data được process internally, hiểu về map reduce, hiểu về cách data được shuffle, hiểu về cách cast theo frame, tức là network sẽ ảnh hưởng tới performance như thế nào, ảnh hưởng tới data movement như thế nào. Và kèm theo đó là mình phải đánh giá được cái mức độ correctness và availability của dataset đó như thế nào, để khi mà mình process data mình sẽ có một cái góc nhìn tổng quan hơn. Đó là những cái thông điệp mà mình muốn truyền tải trong video này. Thì video này nó cũng khá là dài, tại vì như các bạn có biết là Spark được phát triển rất là nhiều, và cái video này là một cái video trọng tâm, và cái video Data Warehouse, cho nên là lượng kiến thức nó sẽ rất là nhiều, và các bạn có thể đôi khi là cảm thấy hơi nhiều và có thể lan man. Nhưng mà người ta đã tốn rất là nhiều thời gian để mà mình tổng hợp, để mà người ta có thể tổng hợp được lượng kiến thức rất là lớn, nhưng mà mình chỉ tốn chưa tới 1 tiếng đồng hồ để mà mình tổng kết lại những cái kiến thức đó. Thì mọi người cũng thể tự đánh giá được là mình không thể nào đầy đủ được, nó phải là một cái quá trình dài để mà mình có thể học. Đầu tiên là mình phải biết nó, mình phải biết về nó trước, sau đó mình mới học về nó, tìm hiểu về nó, mình trải nghiệm nó, và sau đó cuối cùng là phải đúc kết được. Nó giống như là một cái data pipeline, lượng kiến thức mà mình biết được, mình integrate được, sau đó là mình sẽ collect cái data đó. Rồi bắt đầu mình clean clean những cái data đó, những cái clean những cái kiến thức của mình. Rồi sau đó mình bắt đầu mới đưa những cái data đó vào trong những cái folder, tức là mình sẽ check note. Thì khi mà check note xong, mình sẽ bắt đầu revise lại data, mình tổng hợp lại data, tạo những cái mapping of contents hoặc là summarize lại những cái document của mình. Thì đó là cách để mình xây dựng cái data pipeline. Còn có những cái framework rất là advanced hơn, ví dụ là mình có thể build được những cái charts với cái lượng kiến thức của mình, với cái cách, cái habit của mình để mà mình học và làm việc, thì nó sẽ đánh giá được cái
process của mình học như thế nào. Thì có thể xây dựng một cái data pipeline dành riêng cho bản thân mình. Đó là những cái mà mình hy vọng là các bạn có thể nghe tới cái video này và cũng có thể truyền cho các bạn được một cái động lực để mà mình có thể take notes và cố gắng làm tổng hợp những cái kiến thức của mình để nhận thấy được là mình đang phát triển. Mặc dù là không nhiều, nhưng mà at least, ít nhất là mình có phát triển và nó sẽ bổ ích cho mình trong thời gian sắp tới. Thì video này mình sẽ kết thúc ở tại đây. Nếu các bạn thấy thích thì nhờ các bạn đăng ký cũng như là chia sẻ lại cái video này cho nhiều bạn khác nữa. Và không quên bấm like và subscribe, đăng ký kênh để nhận được những cái video mới nhất. Và chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Xin chào mọi người.